Thưa các anh chị, thưa các bạn và thưa toàn thể cán bộ công nhân viên, những nhân dịp này thì thay mặt ban lãnh đạo công ty, tôi xin cảm ơn sự nỗ lực, phấn đấu, tinh thần, thái độ làm việc hết lòng với công ty của toàn thể cán bộ nhân viên công ty chúng ta. Đồng thời xin cảm ơn các sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác, các bạn bè trong những năm vừa qua. Năm mới 2018 đã đến và cũng để chuẩn bị đón chào với năm xuân Mậu Tuất. Một lần nữa thay mặt cho hội đồng quản trị, ban giám đốc kính chúc các thành viên hội đồng quản trị, kính chúc ban giám đốc, kính chúc các vị khách quý và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin cảm ơn. Chúc công ty chúng ta ngày càng phát triển. Thank you.